ok xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử em là phong đây thì hôm nay là ngày một tháng sáu năm hai hai thì xin gửi những cái lời chúc à, thật là thân thương nhất à, đến tất cả những anh chị nào đang có gia đình đang có con hoặc là những người cháu của mình à, một ngày à, quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ bên bên nhau anh chị ha rồi ok thì à, chúng ta sẽ cùng nhau ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thì cuộc hành trình là chúng ta đi phân tích dự đoán và cũng như là nhận định về thị trường à, cryptocurrency liệu trong những ngày tới sẽ có những chuyển biến như thế nào và cũng như là xung quanh đó những tin tức nào đã đang nổi bật ở trên thị trường thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật chia sẻ những cái thông tin bổ ích đó vào ngày hôm nay anh chị nhé thì chị thấy được là bitcoin hiện tại nó đã rơi xa cái khu vực 28.000 đô rất là nhiều rồi và hiện tại giá cả của bitcoin đang nằm ở cái mức là 31.581 đô la và những cái đồng khác như Ethereum thì nó vẫn đang loanh quanh ở khu vực là 1.900 đô trăm uh, BNB 318 đô Cardano cũng có một sự giảm nhẹ sau khi có tin tức uh, và cũng như là nó đã giảm về cái mức là 9,83% trong ngày hôm nay, XRP phần uh, 1,43%. Những đồng khác cũng đang có xu hướng giảm mạnh hơn đó là Solana 4,07%. Có những cái đồng thì tăng uh, một chút đó là như là TRX thì nó đang tăng là 4,34%. Nhìn chung thị trường ngày hôm nay À, có một cái sự giảm nhẹ đối với anh con còn bitcoin thì thực sự là nó cũng không có quá nhiều uh, cái sự uh, giảm sút ở đây nha anh chị nha thì đó là về cái tổng quan về những cái giá cả của những cái đồng uh, top 100 thì anh chị thấy được là thị trường ngày hôm nay nó cũng không có quá nhiều thay thay đổi với uh, ngày hôm qua thì uh, trong ngày hôm qua uh, anh chị thấy được là gì ở uh, đây là biểu đồ của bitcoin và anh chị thấy được là cái cú tăng trưởng lần này nó đã kéo dài và cũng như là nó đã bơm cái mức giá vào ngày hôm qua là 32.447 đô đây là mức giá à, cao nhất trong những tuần vừa qua thì đối với khu vực giá này thì ngày hôm trước em vẫn nói với anh chị hãy à, coi như là đặt cái trọng tâm của chúng ta vào vùng quyết lâu này bởi vì đây sẽ là cái vùng quan trọng vì trước đó nó đã có sự giảm co khá là nhiều và thời điểm này tương tự như vậy chúng ta thấy được là sự giảm co vẫn đang rất là lớn ở khu vực 31.700 đô này vậy thì liệu trong thời gian tới bitcoin có khả năng tăng trưởng tiếp hay không hay sẽ điều chỉnh trong thời gian tới thì chúng ta hãy à, cùng nhau quan sát thêm một vài những cái thông tin nữa để chúng ta đưa ra những cái nhận định anh chị ha thì ngày hôm trước em có nói là khi mà nó chạy ra cái giá là lên tới cái vùng 30.800 đô này á thì khả năng là nó sẽ quay trở ngược lại cái vùng VAH đó là cái khu vực à, 30.150 đô thì khu vực VAH này đã có lực đỡ ngày hôm qua em cũng đã cập nhật trên Telegram cho anh chị có thấy và khi mà nó quay trở ngược lại test khu vực này và nó được đỡ giá lên đã được đẩy giá lên rất là nhanh và cũng như là chỉ trong vòng là khoảng vài cái nến thôi nó đã đạt cái mức giá là 32.300 đô rồi. Và trong thời điểm này thì nó đang lưỡng lự ở khu vực là 31.500 đô. Thì cái lý do tại sao lại như vậy thì thứ nhất, vùng quick lâu là cái vùng mà rất là quan trọng vì năm 2021. Đây là cái khu vực mà phải nói thực sự đây là cái khu vực mà uh, nó đã có sự phục hồi và cũng như là tăng trưởng trở lại Thì anh chị thấy nè đó khi mà nó đi xuống cái cây nến tùng màu đỏ này thì nó đóng nến ngay khu vực này và cũng như là cái cây nến sau đó nó đầu tăng trưởng trở lại ở khu vực này luôn nha anh chị nha cho nên là đây là một cái vùng cản quan trọng và chúng ta phải đề phòng và cũng như là xem xét ở trong những thời gian tới thì ở trong khung ngắn hẹn như thế này thì um, có rất là nhiều anh chị đã đặt những cái lệnh lon ở đây đặt rất rất là nhiều những cái lệnh lon ở đây em biết và cũng như là trong thời gian ngày hôm nay chúng ta đã thấy được cái sự thành lý nó diễn ra đối với những cái lịch lon này bởi vì á khi mà thị trường á nó ở dưới đây á thì mọi người rất ít khi lon bởi vì người ta sợ là nó sẽ rơi tiếp nhưng mà đến khi mà có sự tăng trưởng rồi á thì những cái khu vực như thế này á thì người ta lại phô mô vào thì cái sự phô mô là cái điều mà phải nói như là nó xảy ra thường xuyên và không bao giờ ngưng nghỉ ở trong bất cứ thị trường tài chính nào có nghĩa là họ thấy được ừ ở đây chắc là nó sắp bơm ở đây chắc nó sắp bơm mà nó vượt ra khỏi khu vực 31.700 đô này thì họ bắt đầu vô họ lon lên à, với những cái đồng bẫy to những cái số tiền lớn và họ đã bị tiêu diệt ở đây thì chúng ta hãy xem qua cái dữ liệu về open interest à, chị thấy được là cái câu chuyện tích lũy bơm ảo và xả tiền ra khỏi thị trường em đã cập nhật cho anh chị đến thời điểm hiện tại là lần thứ ba rồi và cái câu chuyện này vẫn đúng Vẫn đúng nha anh chị nha Thì anh chị thấy được là thứ nhất Nếu như mình nhìn về Bitcoin đi ha Nếu như mình nhìn về Bitcoin thì anh chị thấy được cái gì à, Hai cái cây nến này nè Hai cái cây nến tăng này nè Với cái volume như thế này anh chị nghĩ như thế nào à, Volume cực kỳ bé mà nó đẩy hai cây nến khá là cao như vậy là cái thứ nhất nó không có sự thay đổi quá nhiều so với những lần trước đó thậm chí là ở những cái vùng 28.000 đô thì cái volume nó còn có khi còn cao hơn có khi còn cao hơn là cái khu vực mà có sự tăng trưởng này thì tính ra đây là một cái lực bơm rất rất ảo. Thì anh chị thấy được là tại sao nó ảo ha. Thì anh chị sẽ thấy được là tại sao nó ảo. Đây, anh chị sẽ bật cái open interest thì anh chị nào chưa biết open interest là gì thì đây là cái chỉ số liên quan đến những cái lệnh mở long short, cái lượng tiền nạp vào thị trường để mở những cái lệnh long và short ở trên thị trường. Thì uh, anh chị thấy được là những cái cú bơm này thời gian qua đa phần là đến từ future đa phần là đến từ future đó để nó kích giá lên và cũng như là quét đi rất là nhiều lượng thanh lý à, đây anh chị thấy được là cái cú đầu tiên cái cú đầu tiên nó bắt đầu là có những dấu hiệu ha nó bắt đầu có những cái dấu hiệu là quét những lệnh sót ở đây đó khi mà nó bơm lên khu khu vực này 30 600 630.800 đô nó quét một mớ lệnh sót rồi nó tích tiếp tục nó lại tích khu vực này nè anh chị nhé. đây khu vực này khi mà nó xả tiền ra thì bắt đầu lại tích nó lại tích lên một lần nữa và bơm giá ảo lên bơm giá lại ảo lên và cuối cùng là sao anh chị thấy được cây nến này là cái cây nến mà nó đã thoát tiền ra khỏi thị trường có nghĩa là sao họ đã đóng cái lệnh long của họ và anh chị sẽ thấy được một câu chuyện là đã có rất là nhiều cái lệnh sót bị thanh lý rất là nhiều lệnh sót bị thanh lý ở khu vực này ha đó thì đó cũng là cái quan điểm của em Bạn em đã chia sẻ ở những lần trước đó, đó là khu vực 31.300 đô là khu vực sẽ có thể bị thanh lý khu vực thứ hai là 31.700 đô là khu vực vẫn có những lệnh sóc có thể bị thanh lý đây những khu vực này đó những lệnh sóc trước đây chưa bị thanh lý và hiện tại thì đã bị thanh lý rồi nha anh chị nha nhưng mà thực sự nó vẫn chưa đủ đà để mà nó kéo được một cái lượng bị thanh lý cao Cho nên là chúng ta hãy nhìn tiếp này đến khu vực mà khi nó bơm xong nó sẽ tìm ra thì anh chị thấy là nó lại thì nó lại bắt đầu nó nén đó bắt đầu nó nén và cũng như là bơm ảo đó mở ra những cái lượng open interest có nghĩa là kích tiền vào thì anh chị thấy được là khi mà nó kích tiền vào thì giá được bơm ba cái nến này lên lên, lên và sau đó thì tiếp tục là câu chuyện của maker Maker bắt đầu sẽ tiền thoái tiền ra ngoài thì lệnh lon lại bị thanh lý một cây rất lớn ở đây và tiếp tục trong ngày hôm nay nó lại là giá tiếp như vậy đó nó lại giá khu vực này tiếp và anh chị thấy được là hơn 200 triệu đô lon lệnh những cái lệnh lon hơn 200 triệu đô đã bị quét thanh lý ở khu vực là 31.700 đô đó là lý do tại sao ngày hôm trước em nói với anh chị là khu vực giá này 31.700 đô này là một khu vực mạo hiểm và trong những ngày hôm rồi thì tụi em không ra bất cứ một cái lệnh giao dịch long short nào ở trên channel cả đó là lý do anh chị bởi vì nếu mà thời điểm này mà anh chị vào đây anh chị long short thì đây là một khu vực cực kỳ mạo hiểm nha anh chị nha và liệu rằng nó có tiếp tục tăng hay không thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề đó thì trước tiên á nếu mà anh chị nhìn một cái con mắt một góc nhìn cơ bản nhất thì đối với thị trường này nếu mà anh chị càng phân tích nó phức tạp thì anh chị sẽ biến nó thành một cái khó Còn nếu như mà anh chị phân tích nó cơ bản nó dễ dàng thì anh chị sẽ thấy nó rất là đơn giản thôi nó không có quá phức tạp đâu và cái tỷ lệ mà anh chị đánh đúng nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó là cái cách mà tụi em hay phân tích để chị thấy được là cái sóng phá vỡ đầu tiên ra nó rất là bé ha bắt tết lại cái sóng thứ hai nó nó rất to đúng không ạ cái sóng thứ hai nó rất to đó rồi cái sóng thứ ba nó cũng rất là to đây anh chị thấy là hai anh chị thấy là một đợt tăng trưởng nè, hai đợt tăng trưởng nè, ba đợt tăng trưởng thì cái sóng thứ ba này cực kỳ to nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi mà nó bắt đầu nó chạy thêm một cái sóng thứ tư, anh chị thấy là sao? Rất bé, rất rất bé, có nghĩa là họ đã bắt đầu sợ ở đây rồi. Họ đã bắt đầu sợ ở khu vực 31.700 đô này rồi. Cho nên là chúng ta thấy được là cái lực volume nó tăng không nhiều. Ok, cái, cái 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 đà tăng của nó tăng không nhiều. Và khi á à, bất cứ trường hợp nào anh chị thấy trong thị trường này khi mà những cái đà tăng bắt đầu nó giảm dần đi thì nó sẽ có sự điều chỉnh. Thì ở khu vực giá này thì cái tỷ lệ để mà nó bứt phá ra khỏi cái range giá này và tăng trưởng cao hơn Hoàn toàn có thể xảy ra nha anh chị nha Bởi vì đến thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người sợ rồi Và cũng như là không dám lo ở khu vực này nữa Khi mà 200 triệu đô đã bị quét thì khả năng cao Khả năng cao là nó sẽ vẫn sẽ tiếp tục bơm lên những vùng giá cao hơn Ở trong những ngày tới hoặc là tuần tới Nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta cần phải quan sát thêm những cái rủi ro Để chúng ta có những cái khoản dự phòng là những cái backup cho chúng ta nha anh chị nha đó là những cái backup rất là an toàn đầu tiên vùng giá mà chúng ta cần phải xem xét đó là 30.800 đô đây là cái khu vực range giá mà hồi xưa chúng ta trade đó anh chị nhớ không ạ đây khu vực mà chúng ta trade nè chúng ta trade lên xuống nè thì đây là một cái vùng hỗ trợ mà nó sẽ có một cái phần nào đó quan trọng trong thời gian tới thì cấu trúc trong cái thời gian hiện tại nhỏ nè anh chị thấy là những cái đỉnh sau đang thấp hơn rồi đó thì nếu như mà nó không giữ được cái cấu trúc cao hơn thì khả năng cao ở trong những ngày tới giờ tới thì nó sẽ quay đầu trở ngược lại để điều chỉnh thì trong thời gian tới nếu như sự điều chỉnh nó có xảy ra có nghĩa là nếu mà nó không tăng ngay được mà nó phải điều chỉnh á, thì khi mà nó điều chỉnh thì khu vực đầu tiên chúng ta cần phải xem xét 30.800 đô. Nếu phá vỡ luôn cả khu vực này thì khu vực tiếp theo mà chúng ta phải quan sát đó chính là khu vực ở giữa cái vùng chơi, cái vùng range giá mà nó chơi là 30.000 đô. Và nếu như mà nó phá vỡ hai khu vực này thì anh chị sẽ xác định một cái xu hướng tiếp theo đó là sẽ giảm sâu hơn và tại sao lại giảm sâu hơn vì đơn giản thôi từ trước đến giờ em vẫn đang nói từ cái giai đoạn mà từ tháng tư á em đã cảnh báo với anh chị là tháng 5 này khả năng cao nó giảm thì đến hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong trên giảm và nếu như mà nó không vượt qua rõ khỏi cái ranh giới ở sống còn này á cái khu vực này là khu vực hỗ trợ 2021 nếu nó không tăng trưởng vượt qua được thì khả năng cao là nó phải giảm À, nhưng mà trong khu vực này hiện tại nếu như mà nó tiếp tục nó tích ở đây nè anh chị nè nếu mà nó tiếp tục nó tích ở khu vực Quicklow lâu này và khi mà nó nén đủ thì khả năng nó có thể hoàn toàn bơm một cú nữa hoàn toàn có thể xảy ra cho nên là trong thời điểm này như ngày hôm trước em vẫn nói với anh chị hãy để cho thị trường này để cho market maker nó làm đi chúng ta không nên quá vội vàng à, đưa ra những cái lệnh ha, anh chị ha và những cái lệnh sót ở đây thì chúng ta tạm thời chúng ta tạm thời ngưng nha anh chị ta tạm thời ngưng vì thị trường bây giờ là thị trường mạo hiểm rồi những cái vùng giá như thế này cực kỳ mạo hiểm đó trên chúng ta không nên chúng ta không nên vào sót quá sớm hay là vào lon quá sớm ở khu vực này chúng ta hãy chờ thêm và nếu như mà tiếp tục cái cú bum này xảy ra thì những khu vực này chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên là những cái vùng mà nó sẽ quét thanh lý thì chúng ta sẽ à, thì chúng ta sẽ kéo thêm những cái đường này ra thì đây khu vực đầu tiên nó sẽ à, em nghĩ nó sẽ tới đó là 32.600 đô khu vực tiếp theo là cái khu vực mà có sự giàn co ở đây chị thấy nè đó thì nó rơi tầm khoảng 35.790 đô thì hai khu vực này hai khu vực này lý do gì và tại sao em lại vẽ ở đây đầu tiên khu vực này là khu vực có thể sẽ xảy ra những cái à, câu chuyện liên quan đến liquidity ha chị ha à, có thể xảy ra với liquidity ở khu vực này và cái thứ hai 35.700 đô này thì tại sao à, em nói khả năng nếu như mà nó hồi mạnh được thì có thể đến đây thì chỉ có thể là xem qua cái CME đó, CME thì chúng ta sẽ có được cái biểu đồ CME Bitcoin Thì nó đang có một cái gap ở đây, khu vực khoảng 35.000, 34 đến 35.000 đô Và nếu như mà cái sóng này nó tích đủ, nó tích đủ thì hoàn toàn nó có thể là quay trở ngược lại Để lấp luôn cái CME gap này trước khi đưa ra những cái phán đoán tiếp theo Thì chúng ta sẽ quan tâm đến những khu vực đó nha anh chị nhé Thì uh, chuyện gì trong thị trường này có thể xảy ra Nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy được là nó rất là khó đoán đến cả bản thân những nhà đầu tư lớn bây giờ chúng ta cũng thấy được là họ không phán đoán được khu vực này đâu bởi vì khu vực này là khu vực có những cái sự dằn co giữa đôi bên, giữa bên lon bên sót giữa bên bán bên mua cho nên là chúng ta cần phải quan sát khu vực này nhiều hơn trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo. À, em vẫn đang mong là khu vực này sẽ có sự tăng trưởng bởi vì nếu khu vực này tăng trưởng thì khả năng ancon sẽ bơm lên 40 50% là không khó. Nếu như mà nó bứt phá ra khỏi khu vực này và nó đi từ từ nha. Còn nếu như mà khu vực này mà nó đi một một phát nhanh chóng như thế này thì cái câu chuyện mà an bơm 45% năm phần trăm sẽ ít đi. Nhưng mà nó đi từ từ nó tích ở khu vực này rồi, tích khu vực này từ từ nó bơm lên á thì thời điểm đó sẽ anh con sẽ có khả năng để và tăng nhiều hơn bởi vì vốn hóa sẽ không quá hút về à, vốn hóa của bitcoin mà nó sẽ rải đều ra Ancon con để bơm từ từ và kéo toàn bộ thị trường à, quay trở lại cái màu xanh thì hiện tại đó là cái cập nhật về kỹ thuật đối với riêng về bitcoin đúng không ạ thì bây giờ chúng ta hãy xem thêm những cái thị trường khác bởi vì ngày hôm nay là bên mỹ hình như là đang hết lễ rồi đã hết lễ và cũng như là mở lại thị trường à, mở lại thị trường tài chính rồi chúng ta hãy xem qua à, cái đầu tiên là dữ liệu S&P 500 Uh, xem thử là nó đang có những dấu hiệu gì thì anh chị thấy được là giống y e hệt Bitcoin thì nó đang có những phản ứng giá ở khu vực kháng cự trước đó của nó thì anh chị thấy là sao uh, những cái con sóng tăng một tăng hai tăng rất là mạnh đến con sóng thứ ba thì bắt đầu suy yếu y e hệt bitcoin và cái dấu hiệu này hoàn toàn có thể xảy ra cái sự quay trở ngược lại cái vùng hỗ trợ dưới này đó cho nên chúng ta hãy cẩn thận và cũng như là quan sát thêm S&P 500 rồi nào là Nasdaq đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn nó tối ưu hơn để chúng ta ép những cái tin tức ở bên ngoài vào thị trường Bitcoin và thị trường crypto của chúng ta đúng không anh chị đó net thì cũng tương tự như vậy đối với cái phiên giao dịch ngày hôm nay ok thì nếu như mà sự điều chỉnh xảy ra và nó giữ được những khu vực mà em đã nói ở trên đó khu vực 30.800 đô và khu vực 30.000 đô này nếu giữ được thì cú bơm sẽ tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra và cũng như là cái cú bơm nếu mà được sự điều chỉnh lành mạnh như thế này thì nó sẽ bơm rất là cao còn nếu như mà nó nén ở đây thôi á thì nó sẽ bơm vừa phải chứ không cao được nha anh chị có thể là nó sẽ bơm đến đây và cũng như là bay ngược trở lại luôn còn nếu như mà nó không, nó không nén khu vực này mà nó quay trở ngược nó bắt tết luôn á nó vòng lên á thì khả năng bay cao là có thể xảy ra thì đó là những cái góc nhìn của em về bitcoin hiện tại và cũng như là thị trường hiện tại nha anh chị và nếu như anh chị vẫn đang có ý định chơi long short thì nên nhớ một điều giúp em hãy cài stop loss đây là cái câu nói mà em phải nói chắc khoảng hai ba tháng này rồi hãy cài stop loss để an toàn cho tụ tiền của chúng ta nha anh chị nha thì trước khi đi đến với phần video tiếp theo của ngày hôm nay thì trước khi đi đến với nội dung video tiếp theo ngày hôm nay thì anh chị thấy được là nếu như anh chị chưa biết xài sàn giao dịch nào để có thể là trade future, có thể là hold spot thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là chúng ta đăng ký giữ sàn Bybit bằng link của team ở dưới phần mô tả anh chị nhé. Thì anh chị chưa biết đến sàn Bybit thì sàn Bybit là một sàn giao dịch nổi tiếng và lâu đời cho thị trường rồi và đến thời điểm hiện tại họ cũng đang có rất là nhiều cái option để anh chị có thể là vào đây chúng ta xin lời kiếm tiền à, thông qua Bybit nha anh chị nha. Và cũng như là đối với Bybit một sàn giao dịch future trước đây á, trước đây thì họ chỉ làm future thôi và cái tỷ lệ mà khớp lệnh và trượt giá của họ rất là tốt để anh chị có thể trade future hàng ngày kiếm được lợi nhuận và cũng như là tối ưu hóa những cái lệnh của chúng ta, tránh những trường hợp mà bị trôi giá như những cái sàn giao dịch khác ở trên thị trường anh chị nhé. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ team bằng cách là đăng ký uh, sàn giao dịch Bybit. Rồi thì chúng ta hãy quay trở lại với nội dung video tiếp theo của ngày hôm nay. Rồi thì uh, video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị những cái tin tức xung quanh thị trường crypto thì đây là cái tin đầu tiên phó thủ tướng Singapore bạn phải tránh xa tiền điện tử sau sự cố Luna và Terra thì ở đây ông ta có phát biểu là các nhà đầu tư cá nhân nên tránh xa tiền điện tử ở à, đây là một cái câu nói mà nếu như một người à, bình thường khi mà họ không phân tích nhiều về tin tức á, họ đọc vào họ thấy được là ổ tại sao Singapore là một quốc gia mà có rất là nhiều dự án có rất là nhiều trụ sở về sàn điện tử nào là dự án blockchain rồi trong đó có cả Terra Luna thì tại sao đến thời điểm này mà cái ông phó thủ tướng Singapore này lại nói cái câu là các nhà đầu tư cá nhân nên tránh xa tiền tử vậy thì ở Singapore hợp, hợp thức khóa những cái công ty liên quan đến crypto làm cái gì thì cơ bản á, ở đây nếu mà chúng ta phân tích câu nói này của ông ta á, các nhà đầu tư cá nhân anh chị nhớ nha cá nhân có nghĩa là sao cá nhân là bao gồm là những người mới những người độc lập đầu tư uh, những người có kinh nghiệm những người yếu kinh nghiệm vân vân rất là nhiều ở trong cái thị trường crypto này và khi mà họ không có đủ kiến thức và cũng như là không có nhìn nhận được là dự án nào là dự án tốt hay là dự án nào nó có cái rủi ro á, thì những nhà đầu tư cá nhân này là những người sẽ chịu thiệt nhiều nhất sẽ chịu chịu thiệt cực kỳ nhiều còn nếu mà những cái quỹ đầu tư thì nó lại khác nó có cả một cái đội ngũ chuyên viên về research nó có cả đội ngũ chuyên viên về gọi là thẩm định các kiểu luôn đó cho nên là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với nhà đầu tư cá nhân cho nên là cái sự việc diễn ra trong thời gian vừa qua nó gây rúng động lên thị trường crypto đó là luna và terra à, bị sập đổ thì anh chị thấy được là cái câu chuyện ở đây là thị trường crypto là một thị trường rủi ro cho nên là khi mà anh chị là người đầu tư mới cái cần thiết nhất ở đây không phải là anh chị đầu tư cái việc đầu tư là cái việc sau cùng còn cái việc mà đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn á, là cái việc tiên quyết phải làm đầu tiên Nghĩa là khi mà anh chị muốn đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn á, thì ít nhất là anh chị phải có kiến thức cơ bản để à, kiến thức cơ bản là về crypto là cái gì à, rồi anh chị biết là khi mà anh chị vào dự án đó anh chị check được dự án đó nó làm về cái gì làm tốt hay không đó là cái cơ bản để anh chị đưa ra đầu tư quyết định đầu tư như thế nào và cũng như là những cái uh, liên quan đến là mua bán á thì anh chị cũng phải hiểu được là anh chị nên mua ở những vùng giá nào hay là như thế nào đó Thì anh chị cũng có thể là xem qua cái khóa học miễn phí ở trên Youtube của tụi em ha Tụi em đang làm từ từ á, thì anh Cương đang làm từ từ thì anh chị có thể vào đó chúng ta theo dõi và cũng như là chúng ta bổ sung chúng ta bổ sung thêm những cái kiến thức cơ bản đó để chúng ta phòng tránh được những rủi ro thì đối với phó thủ tướng singapore này thì những cái câu nói của ổng nó không có gì là quá nặng nề đâu mà dưới đây ổng cũng nói thêm là chúng tôi cần đảm bảo các quy định thúc đẩy sự đổi mới có nghĩa là họ vẫn ưu tiên và cũng như là vẫn muốn là crypto phát triển nhưng mà đồng thời tiếp tục điều chỉnh các quy tắc để giải quyết những rủi ro lớn do tài sản tiền tự gây ra và đặc biệt đó là stablecoin Đặc biệt đó là stablecoin. Thì anh chị biết là stablecoin á là một cái đồng mà rất là nhiều người sử dụng. Thì đối với stablecoin á là một cái đồng mà rất là nhiều người, nhiều nhà đầu tư và hoàn toàn là tất cả những nhà đầu tư nào ở trong crypto này đều phải xài. Chắc chắn là như vậy rồi. Mà khi á mà một cái stablecoin nó không được đảm bảo, nó không có một cơ chế vận hành tốt, nó không có những cái liên quan đến đối ứng đó, về những cái dòng tiền đối ứng với lại cái đồng stablecoin đó Thì cái rủi ro gặp phải của những nhà đầu tư không có hiểu về nó Hay là những nhà đầu tư mà quăng tiền qua cửa sổ thì nó rất, rất là nguy hiểm Đối với em nếu mà anh nhìn vào cái lãi suất mươi mấy phần trăm thì em cũng có sự nghi ngại Tại vì anh chỉ biết là bây giờ dòng tiền nó chỉ là từ Luna Nó đối ứng qua Terra và cũng như là Uh, Terra, uh, Luna mà sập thì Terra làm sao mà sống được Cái đồng USD, uh, Terra USD á, thì làm sao mà sống được Thì cơ bản nhìn nhận như vậy rồi họ lại trả một cái mức lãi suất cao như vậy Thì liệu nó có an toàn hay không Thì đối với em nếu mà là em thì em cũng trả bây giờ em đầu tư vào đâu Cơ bản là như vậy vì nó mang quá nhiều cái rủi ro mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được Cho nên là đối với thị trường này cái gì mà nó càng có cái sự uh, FOMO Nó càng có cái sự uh, lãi suất cao thì chúng ta càng nên phải đề phòng và DeFi nó chỉ mới phát triển trong thị trường này không quá lâu cho nên là những cái cơ chế những cái lỗ hỏng về bảo mật nó vẫn tồn tại nó vẫn tiềm tàng ở đó để mà chúng ta có thể là mắc vào những kẹm bẫy cho nên là anh chị cần phải cân nhắc hơn khi mà chúng ta sử dụng những cái ứng dụng của DeFi và cũng như là chúng ta cần phải bổ sung thêm kiến thức để đầu tư làm sao cho nó an toàn nha anh chị nha rồi tin tức tiếp theo là tin tức liên quan đến XRP Ripple đây là một cái đồng mà nó có quá nhiều frame, có nghĩa là nó có quá nhiều à, những cái cuộc tranh cãi, những cái post, những cái thế này thế kia và kiện tụng liên quan đến set của hoa kỳ. và anh chị thấy là thời thời gian vừa qua thì hầu như á là cái đồng ripple nó không tăng được. cơ bản là sao? cơ bản là họ không muốn cho nó tăng. vì tăng thì cũng không có thể nào mà làm được nhiều thứ hơn đối với họ. cho nên họ muốn giữ cái mức giá nó bình ổn hơn đó anh chị. cho nên là cái việc mà tăng trưởng đồng xrp này á, thứ nhất là phải vượt ra khỏi những cái sự kiện tụng Ha, phải vượt ra những khỏi sự sự kiện tụng đã thì mới ra chúng ta mới thấy được cái khả năng tăng trưởng của nó và đối với cái tin tức ngày hôm nay thì uh, giám đốc điều hành triple tôi sẽ theo đuổi việc niêm yết sau khi vụ kiện xét kết thúc có nghĩa là họ muốn lan tỏa cái dự án của họ nhiều hơn ở trên những cái sàn giao dịch lớn À, và cũng có một cái câu hỏi đặt ra cho ông giám đốc điều hành Ripple này là nó có phải là Coinbase hay không. Thì nếu như anh chị không biết Coinbase thì là một cái sàn giao dịch tiền điện tử đây. À, họ có ghi nè, là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên của Hoa Kỳ đầu tiên luôn nha anh chị nha. Được niêm yết trên Nasdaq vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. Đó và giá cổ phiếu à, có thời điểm đã tăng lên là 357 đô la thì anh chị thấy được là một cái dự án một cái sàn giao dịch mà được tăng trưởng và cũng như là được niêm yết ở trên Nasdaq nó không hề dễ cực kỳ khó và khi mà nó được niêm yết lên như vậy á, thì anh chị thấy được là nếu một cái dự án nào đó được listing ở trên Coinbase thì đó là một cái dự án rất là tốt và cũng như là cái rủi ro nó sẽ rất là hạn chế đi đó anh chị thấy ha và đây cũng là một cái tin tức uh, rất là vui cho những anh chị nào đang hold XRP thì chúng ta cứ phải chờ thôi chứ bây giờ chúng ta cũng không thể nào đưa ra cái ý kiến là họ phải làm như thế nào cả và em biết là cái cộng đồng XRP ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều người đang nắm giữ thậm chí là nắm giữ rất là nhiều cái đồng XRP luôn và hy vọng nó sẽ tăng trưởng đột biến nhưng mà chúng ta cần phải xem xét những cái yếu tố xung quanh về những cái vụ kiện như thế này thứ nhất về vụ kiện thì nó gây ra cái sức ép và XRP thì không thể nào mà tăng trưởng được nhiều đó là cái đầu tiên rồi thứ hai là khi mà quá nhiều cái tin tức như vậy thì nhà đầu tư hoảng loạn lo sợ mỗi lần có tin kiện tụng này nọ là bắt đầu giá cả là dao động đúng không ạ giá cả lại dao động tăng trưởng cũng không thấy bao nhiêu mà em thấy là giảm thì nhiều thì đối với XRP thì chúng ta cứ chờ thôi để cho nó xong những cái vụ kiện này thì nó sẽ quay trở lại cái luồng làm việc cũng như là cái luồng phát triển tăng trưởng của nó còn đến thời điểm hiện tại thì đây cũng là một cái tin tức khá là tốt Và cũng như là ông ta, cái ông giám đốc điều hành của Ripple Thì cũng sẽ hứa hẹn là trong thời gian nào đó sớm nhất thôi Thì họ à, có lẽ, có lẽ thôi Có nghĩa là họ chưa xác định là họ sẽ listing trên Coinbase Nhưng mà có lẽ là họ sẽ list trên đó Bởi vì bây giờ à, rất là nhiều sàn giao dịch có đồng XRP rồi Nhưng mà Coinbase thì chưa Thì chúng ta hãy chờ trong tương lai thử xem là Coinbase à, Có xuất hiện cái tên của cái cặp giao dịch XRP hay không Hả ha, anh chị ha À, đây là cái tin tức cuối cùng đầu tư mạo hiểm nó sẽ giảm đầu tư về các công ty điện tử trong năm nay có nghĩa là ở ngoài thị trường kia có rất là nhiều cái chỗ để anh chị có thể là đầu tư mạo hiểm đó rất là nhiều luôn ha chứ không phải là ít đâu và trong đó crypto được xem như là một khoản đầu tư cực kỳ mạo hiểm nhưng mà nó lại mang được cái mức sinh lời rất là cao à, và anh chị thấy được là trong cái năm vừa rồi năm 2021 thì cái lượng tiền đây anh chị thấy được À, báo cáo cho biết đầu tư uh, của các uh, venture capital có nghĩa là những cái công uh, những cái quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty mã hóa năm ngoái đạt 30 tỷ đô 30 tỷ đô và đạt đỉnh vào năm vào tháng 12 của năm vừa rồi nha anh chị nha thì chị thấy được cái sức hút của crypto nó quá lớn nó cực kỳ lớn luôn nhưng mà khi mà anh chị thấy được là cái giai đoạn uh, khoảng tháng 9 tháng 10 Ở năm 2021 á thì chị thấy là rất là nhiều dự án sinh ra, rất 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 nhiều nhưng mà không mấy dự án tồn tại đến thời điểm hiện tại anh chị. Cho nên là những cái venture capital này có nhiều cái venture capital đã bị lừa và cũng như là mất tiền luôn là có nha anh chị nha. Cho nên là đến năm 2022 này à, kèm theo cái sự sụt giảm từ 69.000 đô trở về giá hiện tại của Bitcoin đó. đó và kèm theo là những cái à, sự à, sụp đổ của những dự án trước đó thì anh chị thấy được là cái dòng tiền ở bên ngoài của những nhà đầu tư mạo hiểm bắt đầu giảm dần, giảm dần, giảm dần đi. Đó, thì đó là một cái yếu tố mà chúng ta thấy được là thị trường này nó có sự phát triển đột biến nhưng mà để mà phát triển lâu dài nó không phải là một sớm một chiều anh chị, nó phải cần thêm rất là nhiều thời gian. À, cần thêm rất là nhiều thời gian. Không phải là một phát là lên mây mà chúng ta phải cho nó thêm thời gian nữa để những cái dự án bắt đầu có những cái cách làm việc tốt hơn để những chính phủ bắt đầu có những cái khung à, những cái hành lang pháp lý những cái bộ luật Liên quan đến crypto để nó quản lý làm sao chặt chẽ những dự án Bởi vì trên thị trường này cái dòng tiền xoay quanh đó, là xoay quanh những cái dự án đó anh chị Xoay quanh những cái dự án thôi Còn Bitcoin là đương nhiên là nó tồn tại đó để mà nó tạo ra một cái hệ sinh thái crypto rồi Nhưng mà đối với crypto thì những cái dự án là những cái mà nó cần nó cần được phải phát triển tốt hơn bền vững hơn chứ không phải là ừ hôm nay tôi mọc cái dự án này lên tôi huy động được mớ vốn của những cái nhà đầu tư mạo hiểm huy động mớ vốn từ cộng đồng vào đầu tư vào và sau đó nó làm không ra gì rồi có thể là có những trường hợp nó còn cầm cả tiền người ta nó chạy đi luôn có nghĩa là những cái venture capital còn mất tiền chứ đừng nói đến uh, những cái nhà đầu tư cá nhân cho nên là cái tin trước đó là bên uh, phó thủ tướng singapore nói là cũng đúng chứ không phải là không nha chị nha đó cho nên là những cái khoản đầu tư ở trong thị trường này là mạo hiểm rồi và trong thị trường mạo hiểm lại có những cái mảng mạo hiểm hơn nữa Cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc và xem xét thật là kỹ Và đối với giai đoạn này khi mà nó chững lại như vậy Nó cũng là một cái điều rất là tốt Bởi vì á khi mà cái sự gia tăng về dự án Sự gia tăng về những cái quỹ hoạt động để đầu tư rào vào và những dự án đó mọc lên càng nhiều Thì lừa đảo cũng xảy ra càng nhiều Và cũng như là cái chất lượng cái chất lượng cái đặt lên hàng đầu, chất lượng của dự án nó cũng sẽ giảm xuống. Cho nên là cái thời điểm này là thời điểm vàng để cho những cái liên quan đến sự phát triển về capital nó giảm giảm từ từ lại và chúng ta sẽ thì sau thời gian này khi mà thị trường nó bình lặng lại bắt đầu thì uh, trong trên chắc chắn nó lại sẽ tiếp tục tăng trưởng thôi. Uh, thì đây là cái tin tức cuối cùng của video ngày hôm nay thì anh chị thấy được là thị trường đến thời điểm hiện tại nó không có quá nhiều cái sự kỳ vọng cũng như là quá lớn trong uh, năm 2022 này, nó không giống như 2021 nhưng mà đó cũng là một cái điều đặc biệt để mà những cái dự án bình Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại cái đầu tiên Thứ hai á là để nhà đầu tư có cái góc nhìn nó tốt hơn đã Bởi vì những nhà đầu tư mới về thị trường này cực kỳ nhiều Cực kỳ nhiều và mất tiền cũng cực kỳ nhiều Cho nên là chúng ta hãy cho thị trường nó nguội dừng lại Và cũng như là những nhà đầu tư bắt đầu có thêm kiến thức Thì thị trường nó sẽ trở nên là tốt hơn, sạch hơn Và cũng như là bền vững hơn đối với thị trường crypto này Và em cũng rất là hy vọng trong khoảng 5 đến 10 năm tới Thị trường cryptocurrency sẽ trở thành một thị trường tài chính mà được nhiều quốc gia quan tâm ủng hộ và cũng như là có những cái bộ uh, luật xung quanh nó để đảm bảo cái yếu tố an toàn và yếu tố rủi ro cho tất cả những nhà đầu tư trên thế giới nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này và nếu như anh là chị là người mới, anh chị chưa subscribe, chưa like à, video của tụi em thì anh chị hãy ủng hộ team bằng những nút like, những nút subscribe và cũng như là quả chuông để nhận được những cái thông báo tiếp theo về những video cập nhật về thị trường như thế này anh chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.